Một bộ gaming gear dưới 3 củ đỉnh nóc cực trần bay phá phới mà anh em nào cũng cần có. Cùng Minh Phong tìm hiểu nhé. Chúng ta sẽ có một con chuột đến từ nhà Damosac M3. Thứ hai đó là một chiếc bàn phím cực kỳ xịn sò K600 đến từ nhà Machinist. Và cuối cùng đó là tay cầm chơi game mà không thể thiếu đến từ nhà Machinist, đó là G3S. Và không liên thoa liên thuyên nữa thì bây giờ bắt đầu đi vào em chuột đầu tiên nhé. Thì chúng ta sẽ có một chiếc chuột đến từ nhà Damosac M3 cực kỳ xịn sò, và Minh Phong sẽ chọn màu đen cho anh em luôn để thêm về gaming cũng như là cho anh em cảm giác là hầm hố hơn, sang trọng hơn. Và về thiết kế ngoại hình thì chúng ta sẽ thấy đó là một kiểu đối xứng rất phù hợp cho anh em nào thuận cả tay trái hoặc là tay phải. Còn về DPI thì phải gọi là có đầy đủ DPI từ 200 này, 300, 600, 1800, 3600, và đặc biệt là chúng ta có thể lên tới là 26.000 DPI qua một cái phần mềm điều chỉnh ở nhà Damosac. Thứ hai đó là FPS, thì 26.000 DPI thì tương ứng là 26.000 nhà frame trên giây. Cùng với đó là chúng ta sẽ có 3 chuẩn kết nối, đó là Bluetooth này, Wireless 2.4GHz và kết nối cỡ dây. Và đã nhắc đến kết nối cỡ dây thì chúng ta sẽ thấy đó là cổng Type-C rất là dễ dàng cũng được phù hợp với anh em hiện tại. Và ngoài ra thì tần số quét là 125Hz và 500Hz, đó là mặc định. Và anh em có chỉnh lên là 1000Hz và có một phím điều chỉnh bên dưới đây. Đấy, chúng ta sẽ có một cái phím điều chỉnh DPI này cũng như là điều chỉnh RBT. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chiếc bàn phím đến từ nhà Machinist. Thì chúng ta sẽ có đó là chiếc bàn phím K600 này. Thì đầu tiên về thiết kế cũng như là ngoại hình thì chúng ta sẽ thấy là lên tới là 82 phím. Cùng với đó là núng xoay bằng kim loại cực kỳ tiện lợi cho anh em luôn. Có LED RGB đầy đủ cho anh em luôn, cực kỳ bắt mắt cũng như là đẹp mắt khi mà chúng ta muốn trang trí hay là tô điểm thêm cái bàn PC hoặc là bộ PC của mình. Tiếp đến về phương thức kết nối thì chúng ta sẽ có 3 chuẩn kết nối, đó là Wireless 2.4GHz, Bluetooth và kết nối cỡ dây, đó là Type-C. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có hot swap 5 pin này cũng như là switch là dạng silver. Tiếp theo về phần keycap thì đó là double shoot BBT. Và ngoài ra thì còn hỗ trợ đó là 100% anti-ghosting cũng như là dung lượng pin cực kỳ trâu lên tới 4000mAh cho anh em tha hồ sử dụng trong nhiều tuần liền. Và anh em thấy cái bộ bàn phím đến từ nhà Machinist K600 này ổn áp không? Thì tiếp tục đến với sản phẩm thứ ba nhé. Và sản phẩm thứ ba mà Minh Phong muốn nhắc tới đó là tay cầm chơi game G3S Dual Mode đến từ nhà Machinist. Và với ngoại hình này cũng như là thiết kế cực kỳ chắc chắn cũng như là đầm tay khi mà chúng ta chơi game. Và ngoài ra thì ở mặt dưới của chiếc tay cầm chơi game này còn có những hạt li ti để cho chống trơn trượt khi mà chúng ta chơi những tựa game chiến. Và chuẩn kết nối thì chúng ta sẽ có tích hợp 3 chuẩn kết nối, đó là Bluetooth này, Wireless 2.4GHz và cùng với đó là kết nối cỡ dây. Và khi anh em chơi những tựa game thì chiếc tay cầm chơi game này hỗ trợ anh em tối đa khi tích hợp module rung kép, tạo cảm giác cực kỳ đã này đấy, rất là rung. Còn về cùng D-pad thì chúng ta sẽ thấy là 8 hướng tích hợp cùng với đó là switch bấm cơ học. Và joystick 3D thì nó sẽ thiết kế theo dạng đó là case silver cao cấp, đem lại sự chính xác cao và cũng như là bền bỉ. Còn về phím trigger thì theo dạng linear cho nên là nó sẽ giúp cho anh em tối đa về cái sự phản hồi này cũng như là khi anh em chơi game. Và một điều đáng nhắc ở chiếc tay cầm chơi game đến từ nhà Machinist này đó là có đầy đủ các cái phím touch trên này, cùng với đó là LED RGB cực kỳ bắt mắt. Và một điều mà Minh Phong không thể quên để nhắc cho anh em đó là cái chiếc tay cầm chơi game này nó sẽ tương thích với hệ điều hành Windows cũng như là Android. Và dung lượng pin phải gọi là cực kỳ trâu lên tới là 600mAh, thì anh em chơi tầm 1 tuần thì sạc là vừa. Rồi, và vừa rồi Minh Phong đã cho anh em thấy 3 sản phẩm cực kỳ xịn sò cũng như là đỉnh cao đến từ nhà Machinist này cũng như là Damosac. Và nếu anh em thích video này thì đừng quên để lại một like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hicom nhé.